Đây là mi ế, xung quanh không ai ế, mi quyết tâm đi coi bói xóa ế. Nữ muốn bói gì? Nữ có dùng Tinder chưa? Thế có xác minh chưa? Úi dồi ôi, thế là không được rồi. Cái này rất là quan trọng đấy nhá. Muốn thành hàn Việt Nam chất lượng cao, phải xác minh và có dấu tích xanh này. Bây giờ làm theo ta nhé. Tặng nữ cái tích xanh. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu. Anh chàng này thì sao? Nope. Thế còn anh chàng này? Nope. Vậy còn anh chàng này thì sao? Vậy thành sao? Nhưng cũng chứng trẻ, thế này động vật. Ta thấy tướng cũng hợp nữa. Vậy thôi, quậy phải thử xem sao. Về nhớ nhắn tin con video kiểm hàn nghe chưa? Lại là mì, mì hết ế, mì vui, mì đi hẹn hò. Các loại ế Tinder tại đây trị được hết. Tin ai Tinder, dùng Tinder thông minh nhận gấu liền tay, hiểu không?